Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo. Dự và chủ trì tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nước ta đang triển khai 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông, mang tính liên vùng, liên tỉnh. Hiện nay về mặt vốn đã và đang triển khai tích cực, tập trung cho các dự án lớn và đã huy động nguồn vốn trung ương, địa phương, huy động từ nguồn vốn trung hạn, nguồn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nguồn tăng thu tiết kiệm chi. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước hoàn thành ít nhất 5.000 km đường cao tốc. Do đó cần có nhiều biện pháp tổng hợp nhằm phát huy thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên ban chỉ đạo ngoài thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo chức danh quy định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ, dành thời gian, công sức, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc, làm việc tại hiện trường các dự án để sâu sát hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình. Tại hội nghị, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo tổng hợp tiến độ các dự án thành phần. Các thành viên ban chỉ đạo, nhà thầu, địa phương phát biểu thông tin về tình hình triển khai các công trình dự án như đường Hồ Chí Minh, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, bến Lức Long Thành, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu cũng phản ánh những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình dự án cần giải quyết như khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc khó khăn về nguồn vật liệu đắp nền đường, giá nhiên nguyên vật liệu có biến động lớn, chi phí trượt giá dẫn đến thiếu hụt tài chính và thua lỗ cho nhà thầu, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần rút kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo, cần cụ thể chi tiết, có phân tích, đánh giá từng công trình dự án cụ thể. Các địa phương khẩn trương thành lập và hoàn thiện ban chỉ đạo cấp tỉnh để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình dự án có liên quan đến địa phương một cách hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ căn cứ các ý kiến đóng góp của các thành viên ban chỉ đạo tại cuộc họp để soạn thảo thông báo kết luận, phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rà soát các dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thấy được trách nhiệm của mình đối với các công trình trọng điểm quốc gia, tất cả vì sự phát triển hùng cường và vững mạnh của đất nước.